trình đi Vũng Tàu nha. À, chị này đi Vũng Tàu có vẻ Duyên nè. À, anh Nhi em quay chào cái đi. Hello đi. Hello. Đi Vũng Tàu phải không? Có tắm không? Con á. Hành trình đi Vũng Tàu à, Subin nè. Xách cái ba lô nè. Đeo bảo hiểm để lạnh thuốc tiểu đường đi theo không? Đi đầu nhựa này đi chừng 15 phút còn cái bàn chừng. Dạ đó, tại nhất là mùa nắng nóng á. Là cái hơi nhựa đường này nó hấp thụ nắng nhiều lắm lắm. Dữ chứ. Này cầu gạch chiếc thôi thật. Dạ không, không này là đường dẫn cao tốc. Cao tốc à. Nói tới là người không à. Tốc được xe hai bên đi tốc. Đi ra Long Thành luôn không? Đi ra Long Thành luôn không? Ồ cái đường cao tốc Long Thành. Dầu giấy nó quét cho biết ra tới đây là tính tiền quá. Có một loại xe là có đang lưu thông trên đường này đó. Tới trạm chiếc phí cộng cái trạm vô là quét thôi. Xe mà hết phí là phải vô đóng nha, không nói là nó phạt thôi. Đây cũng không có đưa tiền mặt giống như lúc trước nữa đâu. Quẹt thẻ nó giống như xài điện thoại vậy đó. Trừ tiền. Như xe này nó hết nè, nó phải giờ nó phải nộp nè. Cái dừng đi ngang cho cái cây nó quét cái xe mình à. Ừ. Nó hiện số xe mình lên hả? Tính tiền rồi đó. Ok, bắt đầu qua là tính tiền thôi. Nó mình chạy bao nhiêu km rồi tính tiền. Nó không có để đâu. Nhưng mà giờ nó làm được mới nó tính tiền. Xong xôi nó còn phải nuôi thu lại. Đúng rồi, thấy nó biểu tình như vậy. Đưa tiền lẻ cho mày thôi. Đi với mày trăm đồng. Cho kẹt xe chơi vậy đó. 19 ngàn đưa cho ha. Đưa cho mày chơi chơi ra mà đưa 21 ngàn. Cái chậm cái chậm không bắt phải thối tiền lẻ cho nó. Tiền lẻ cũng phải tiền ra tối cho nó. Đây là cầu gì? Cầu cầu này giống như cầu Đồng Nai, nó dắp ranh giữa Đồng Nai và Sài Gòn á. Ờ. Bên kia bờ Đồng Nai, bên đây Sài Gòn phải không? Ờ bên cầu Đồng Nai cũ là nó nằm tuốt lại ngoài á. Ờ. Ở này con đường này nó đang song song với cái đường quốc lộ. Lộ 1. Tới cái ba Long Thành chưa? Sắp tới. Mình đi ra Vũng Tàu. Ok. Mỗi cái đầu ga là nó sẽ có một cái trạm tính tiền. Ồ vậy hả? Cái đó. Ồ mấy cột ha. Trạm này trạm tính tiền nè. Ừ. Cũng có tháng rồi. Sự chú gì trong đó vậy? Ông mất bữa mùa mấy dưới nè? 28 đây. Mùa bữa nay nhiêu rồi? 18. Ông mất bữa mùa 8 mà bữa nay nhiêu rồi? Vậy là mình có app đúng không? Nó trừ tiền trong cái thẻ mình đúng không? Dạ, nó trừ giống như điện thoại á. Cũng được. Ủa nhưng mà không, là cái này nó mới đầu là nó không có ấy. Nó bắt chước bển, nó bển tôi mua cái iPad đó. Ví dụ mình mua nó có 20 đồng, 40 đồng, 60 đồng, 100 đồng. Mỗi lần mình qua cổng này là trừ một đô mấy chuyện nào hết cái mình nạp vô thôi. Dạ. Thấy không? Ở đây giờ cũng vậy. Chỉ xài cái đó là gọi là iPad. Cái thẻ gắn lên nó đây đó, cái tem đó đó. Ở đây hả? Dạ. Tem này hả? Ồ vậy là bắt trước ở trong bắt trước ở bển rồi. Thứ nhất là nó chống qua chị đi vô đó quậy mà mấy chạm mà thu lỡ thu sai hay gì
với lại nó không kẹt đường, dạ, đã qua đường liền. Đó, còn phải từ 1 đến 2 triệu cho hành vi điều khiển xe không đủ điều kiện đi vào cao tốc á. Mấy ngày chặn quá sản đó rồi. Ghê vậy? Dạ. Để bỏ sửa lại dưới đây. Nó đóng đầu cao tốc mà. Ở dưới cao tốc dưới kia là giờ dạ, đó đóng cửa ở dưới kia đóng cửa, dưới kia là chính chạy bỏ sửa. Dạ, đóng cửa hết. Cái chỗ hồi xưa đó là bây giờ nó phân luôn, nó bán luôn rồi. Ừ. Bán nào đi qua bên gì không? Dạ, bỏ chạy. Long Thành, Long Thành à. Giờ mình ra Long Thành. À, Sơn, Sơn có biết công ty tôi nào đi Thái Lan không? Biết để cho Sơn hỏi. Dạ, biết để cho Sơn hỏi. Dạ, qua Long Thành là lên Phú Mỹ. Rồi, ok. Bây giờ là nó hết thu phải không? Cho đi phải không? À, mà nó cho đi mà nó cũng không có gửi cái này nha. À. Nó không biết kiếm chuyện nó thu lại. Không biết. Okay, thu lại để lấy tiền kinh phí làm đường nữa. Kinh phí thì mỗi xe là cái đóng phí bảo dưỡng rồi. Dạng bên đây à, bên trái à. Cho dai nặng lãi ở dưới đây. Ô, mình bị bắt rồi, giờ bỏ quản quá thì sao? Không, con ở đâu có biệt thự đó. Ừ, vợ có ai? Nhà có một thiện soi đó, nó có quản thiện soi mà nó có biệt thự. Cho dai nặng lãi mọi người bắt. Mày bắt không vô phải không? Cho dây thằng lại. Cho dây thằng lại mà cũng bị bắt. Bắt chứ, nó nói không có. Giờ kia cái biệt thự lại. Ê, cổng vô á. Dạ. À, vô trung tâm bờ này chúng ta. Hồi nãy vừa qua cái bánh canh nha. Ngay trung tâm bánh canh luôn nè. À, chị, Liên Long Hưu. Rồi sao? Ở bệnh có bánh gì đó chị. Ờ, qua bệnh đi. Qua bệnh đi anh. Qua bệnh cho đi tiểu luôn. Qua bệnh cho đi tiểu bánh. Ngược đường phải quay chạy bọc lên à. Sớm. Nói sớm chừng 2 phút nữa là mà chị nhà thô mà ở mình cũng không dám ở đâu có ai đâu sợ mai mà phải không đó, có để cái ốc này ở lên nghỉ rồi hư xuống cấp hết rồi xuống cấp là nhà xây lên đã giờ không ai mua xuống cấp hết buộc có phải xây cái vách tường vậy để cho người ta sỏi người ta vô không phải bán không đủ cho thuê chứ sao vậy. Mà ai ở thấy đủ giống què đó. Trời ơi. Đây ở trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu phải không? Vô cái cổng nè. Thì thành phố Bà Rịa. Lên thành phố gì ta? Bà Rịa. Dạ, thành phố Bà Rịa. Ờ, thành phố Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu khác nữa. Thành phố Bà Rịa. Ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hai thành phố. Đây là thành phố Bà Rịa. Dạ, thành phố Vũng Tàu. Còn thành phố Thủ Đức là thành phố gì nữa ta? Thành phố Thủ Đức là của Hồ Chí Minh City. Ừ, nằm ngay cái cổng luôn ta. Cái bánh canh nè, Long Hương nữa. Ồ, xe hơi quá xá luôn ha. Ở bánh canh Long Hương nha, ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây, chỗ bánh canh Long Hương Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, cũng đông lắm á. Giờ vô bàn ngồi nha. Bác cũng nhiều món quá ha. Chuyên về bánh canh không hả? Bánh canh ủ nướng chả. Bánh canh chả chả. Đủ thứ loại chả nè. Chả rồi duyên. Ngon nè, bánh canh chả. Ăn cả cá thôi, cá bò, cá bò đó, cá chiên, cá cá, nướng được cũng ngon, lèo cũng ngon. Nướng chả cá. Ngon.
với lại nó gầm ngon. Cái canh người ta để tàu. Đây là khách sạn là đó. Oscar đó. Để ngồi đi. Tưởng sát biển à. Đây được 4 phòng, phòng 2 giường. À, có trong phòng là có toilet luôn hả? Đó, phòng 2 giường. Đó. À, trong đây là phòng tắm, restroom này kia nè, đó. Đó, cầu tiêu cũng sạch sẽ, phòng tắm này, nhà tắm nè. Hai giường. Hai giường toilet. Một cái phòng là cái có cái toilet. Ở ngoài đây là cái view dòm xuống nè, ra biển luôn. Bên đó là núi. Đó. Đó. Biển ngoài đó là cái view đẹp ha. Đó, ngoài đó là núi nè. À. Đây là bãi sau nha, thành phố Vũng Tàu nha. Hôm nay mình đi với gia đình ra đây ở cái khách sạn Oscar. Trên đây là cái sảnh nhà được 4 phòng, phòng 2 giường. Núi không có ngon được. Đây là chạy ra bãi trước phải không? Yeah. Đây bãi sau nè, đường này chạy ra bãi trước nè. Trước nó mọc lên trong thành phố luôn. Trời muốn chuyển mưa. Còn bên đây một dãy nhà hàng. Quán cà phê Highland. Đang có quán cà phê Highland. Order chưa? À, cà phê Highland. Cappuccino nữa kìa. Không, chocolate hả? Order đi. Này bánh matcha hả? Sao không lấy trà xanh? Ừ. Đó, mắt trà ngon. Ăn đi, bánh mì quen thôi. Điện thoại ăn viên dúng vô cái bánh. Dơ bánh con. Đúng trên đây. Trà xanh mắt trà. Ngon lắm chú Bin ơi, ngon. Xe chạy lỡ rồi.